Xin chào quý bác tài đã lại trở lại với kênh Thùy Trang Xe Tải Miền Nam. Thì video hôm nay em Trang sẽ giới thiệu đến quý bác tài về tất cả các dòng xe tải nhẹ dưới 1 tấn mà giá rẻ hiện đang có tại công ty ô tô Phú Mẫn chi nhánh Đồng Nai. Cũng như là từ đầu năm cho đến nay thì với cái nhu cầu khởi nghiệp của quý bác tài nè, cần tìm các dòng xe tải nhẹ nè, hay là công an đang bắt những cái chiếc ba gác mà nếu như mà quý bác tài của mình muốn bỏ ba gác để mà thay thế bằng các chiếc xe tải nhỏ để mà khởi nghiệp với giá thành rẻ nè, giúp cho quý bác tài của mình nhanh thu hồi vốn, thì quý bác tài hãy xem đến cuối video ha, để mình có thể biết thêm được một số dòng xe tải mà phù hợp cho quý bác tài của mình khởi nghiệp để mà thay thế cho dòng xe ba gác đã được thu hồi ha quý bác tài. Thì hiện tại thì em Trang đã nhờ trưng bày ra ba dòng xe tải nhẹ dưới 1 tấn với phiên bản thùng bạc để mà cho quý bác tài của mình tham khảo ha. Nên nếu như mà quý bác tài của mình muốn xem thêm được nhiều video nữa thì quý bác tài của mình chưa đăng ký kênh thì quý bác tài hãy đăng ký kênh để mình có thể xem thêm được nhiều video nữa của em Trang, cũng như là tạo thêm cho em Trang có nhiều động lực để mà quay thêm nhiều video cho quý bác tài của mình xem thêm. Thì hôm nay em Trang sẽ giới thiệu cho quý bác tài ba dòng xe tải nhỏ dưới 1 tấn giá rẻ mà đang rất là hút hàng ha. Ngoài ba dòng xe tải này thì bên em Trang còn có thêm nhiều dòng xe tải nhỏ nữa ha, với các hãng khác nhau luôn ha quý bác tài. Nên nếu như mà quý bác tài cần xem thêm được nhiều xe thì quý bác tài hãy đến với công ty ô tô Phú Mẫn chi nhánh Đồng Nai, nằm trên đường số 110A đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai ha. Thì em Trang sẽ giới thiệu từ dòng xe tải với giá thành rẻ nhất nè, thùng ngắn nhất, cho đến xe với cái mức giá thành với cái mức thùng cao nhất ha quý bác tài. Thì mình sẽ đi từ trái qua ha quý bác tài, là dòng xe SRM K9. Thì đây là một cái dòng xe mà hiện đang hút hàng nhất trong những tháng đầu năm vừa qua ha quý bác tài. Thì xe này với cái mức tải trọng phiên bản thùng bạc, xe của mình sẽ có mức tải trọng là 990 kg và sở hữu kích thước thùng hàng dài là 2m45 thôi quốc tài. Với cái mức giá thành rẻ chỉ từ 160 triệu thôi ha, là quý bác tài có thể sở hữu ngay em xe với phiên bản thùng lửng. Còn đối với phiên bản xe thùng bạc thì xe của mình sẽ có mức giá là 170 triệu ha quốc tài. Và khi mà quý bác tài mua xe trong cái thời điểm từ bây giờ cho đến cuối tháng 12 quý bác tài, là vỏn vẹn chỉ còn khoảng 50 ngày nữa thôi là sẽ hết chương trình khuyến mãi 50% phí trước bạ của nhà nước và chương trình khuyến mãi của nhà máy ha quý bác tài. Nên nếu như mà quý bác tài mua xe trong thời điểm bây giờ thì quý bác tài sẽ tiết kiệm được một số vốn kha khá ra, lên đến tiết kiệm được khoảng 10 triệu quý bác tài. Nên nếu như mà quý bác tài đang có nhu cầu khởi nghiệp á, thì mình hãy đầu tư xe ngay bây giờ ha. Vì đầu tư xe ngay bây giờ thì với mức giá thành rất là rẻ luôn. Thì với cái em xe SRM K9 này á, thì xe có tải trọng là 990 kg nè, với kích thước thùng hàng dài là 2m45, rộng 1m46 và cao là 1m42. Thì xe với đa dạng phiên bản là từ thùng lửng, thùng bạc, thùng kính cánh dơi ha, và phiên bản bán hàng lưu động luôn, để mà đáp ứng được cái nhu cầu vận chuyển hàng hóa cho quý bác tài của mình. Với cái em xe này, nếu như mà quý bác tài của mình không quan tâm về cái vấn đề nội thất, vì cái nội thất của xe rất là đơn giản, em Trang sẽ quay cho quý bác tài xem về cái phần nội thất của xe ha quý bác tài. Về phần nội thất của xe thì với thiết kế nội thất đơn giản, xe được trang bị hai ghế ngồi bọc da ha quý bác tài, với vô lăng có trợ lực điện nè quý bác tài. Tuy là xe không mở khóa ha, nhưng mà việc đánh lái cũng rất là dễ dàng và nhẹ nhàng ha quý bác tài. Xe được trang bị kính điện nè, khóa điện nè, vô lăng trợ lực nè, và quạt gió ha. Với cái em xe này thì với giá thành rẻ nên xe của mình sẽ không được trang bị máy lạnh thôi quốc tài. Nên nếu như mà quốc tài của mình muốn gắn máy lạnh thì bên công ty Trang cũng sẽ hỗ trợ lắp máy lạnh cho quốc tài. Thì lắp máy lạnh với cái mức giá chỉ từ 8 triệu cho đến 8 triệu rưỡi thôi ha, là quốc tài có thể lắp được cái phần máy lạnh. Xe của mình thì đang sử dụng là động cơ công nghệ Italia với dung tích là 1 lít thôi quốc tài, 1 chấm. Thì 100 km thì xe này tiêu hao chỉ từ 5 cho đến 5 lít rưỡi xăng ha quốc tài. Nó rất là tiết kiệm nhiên liệu cho mình luôn. Thì với cái em xe này thì ngân hàng nó sẽ hỗ trợ tất cả các dòng luôn ha. Thì ngân hàng sẽ hỗ trợ trả góp từ 75 cho đến 80% luôn ha quốc tài.
Nên với nếu như mà Quốc Tài khởi nghiệp với cái em xe tải SRMK 9 thì Quốc Tài chỉ cần đưa trước với cái số vốn ban đầu chỉ từ 35 cho đến 40 triệu thôi là Quốc Tài có thể sở hữu ngay em xe này về để mà khởi nghiệp. Nên nếu như mà Quốc Tài không cần thùng quá dài và không cần các cái option hiện đại thì mình có thể đầu tư ngay em xe tải này để khởi nghiệp thôi Quốc Tài. Vừa rồi em Trang đã giới thiệu đến Quốc Tài về em xe tải với kích thước thùng dài là 2,5 m. Tiếp theo thì em Trang sẽ giới thiệu đến Quốc Tài về một cái em xe tải với kích thước thùng tầm trung ha, đó là thùng dài 2,7 m thôi Quốc Tài. Nếu như mà Quốc Tài cần chở hàng dài một tí xíu thì mình có thể cân nhắc để mà lựa chọn em xe này. Đó là em xe SRM T20 thôi Quốc Tài, với cải tiến nhiều hơn so với SRM K9. Thì đây cũng là một cái dòng xe cũng được một số Quốc Tài ưa chuộng với các cái option hiện đại cũng như là với phiên bản thùng hàng dài, giúp cho Quốc Tài chở được nhiều hàng hóa hơn cũng như là chở được hàng số khối lớn. Thì với em xe này thì xe của mình sẽ có tải trọng là 930 kg ha, và với kích thước thùng hàng dài là 2,69 m, rộng 1,4 m và cao là 1,4 m luôn ha Quốc Tài. Option bên trong hiện đại hơn so với K9 ha Quốc Tài. Đây nè Quốc Tài, nếu như SRM K9 xe được trang bị ghế da thì SRM T20 này thì xe của mình cũng được trang bị ghế da ha, nhưng mà ghế da này nó sẽ đẹp hơn cũng như là hiện đại hơn nè. Ghế da này là ghế da nâu ha Quốc Tài. Xe cũng được trang bị đầy đủ tiện nghi như là vô lăng có trợ lực nè, kính điện, khóa điện. Và một cái điểm đặc biệt nữa đối với em xe SRM T20 là xe của mình sẽ được trang bị màn hình MP5 tích hợp cam lùi, và xe cũng sẽ được trang bị cả phần máy lạnh luôn ha Quốc Tài. Nếu như mà quý Quốc Tài của mình đi hàng ở các cái tỉnh xa thì em Trang nghĩ là mình nên chọn cái em xe này ha, vì nó có thêm được nhiều option nè, sẽ giúp cho quý Quốc Tài có những cái chuyến hàng được thuận lợi hơn ha, cũng như là tạo cho quý Quốc Tài một cái không gian lái xe thoải mái và dễ chịu hơn ha Quốc Tài. Do em xe này sở hữu thùng hàng dài nè, cũng như là option tiện nghi với dung tích là 1.5 lít và xe đang sử dụng công nghệ Italia ha, thì xe của mình hiện đang có mức giá nhỉnh hơn so với SRM K9. Thì với em xe SRM T20 thì xe của mình hiện đang có mức giá là hơn 200 triệu ha Quốc Tài, chỉ hơn 200 triệu một tí xíu thôi ha, là Quốc Tài có thể sở hữu ngay em xe này nếu như mà Quốc Tài mua tiền mặt. Còn nếu như mà mua trả góp thì sao? Thì nếu như mà mua trả góp á, thì em xe này hiểu Quốc Tài cần đưa mức vốn từ 45 cho đến 50 triệu là Quốc Tài có thể sở hữu ngay em xe này về để mà chở hàng. Thì với tất cả các em xe tải SRM thì xe sẽ được bảo hành tận lên đến 5 năm hoặc là 100.000 km thôi Quốc Tài. Và xe sẽ được bảo hành bảo dưỡng trên toàn quốc luôn ha Quốc Tài. Thì nếu như lúc nãy em Trang đã giới thiệu đến Quốc Tài về hai dòng xe sở hữu kích thước thùng hàng dài 2,5 m và 2,7 m, thì tiếp theo em Trang sẽ giới thiệu đến Quốc Tài về một cái dòng xe tải nhỏ dưới 1 tấn mà đang sở hữu thùng hàng dài nhất trong phân khúc luôn ha Quốc Tài. Thì cái em xe này sẽ sở hữu thùng hàng dài lên đến là tận 2,9 m. Nếu như mà Quốc Tài của mình chở hàng cồng kềnh, hàng số khối lớn thì mình có thể cân nhắc để mà lựa chọn em xe tải SRM T30. SRM T30 thì xe sẽ có mức tải trọng là 930 kg và sở hữu kích thước thùng hàng dài lên đến là 2,9 m chiều dài hay rất là chiều rộng là 1,65 m và chiều cao là 1,6 m. Xe cũng sẽ có đa dạng phiên bản cho Quốc Tài của mình lựa chọn luôn ha. Thì hiện tại ở cái video này thì em Trang chỉ quay cái phiên bản thùng bạc thôi ha Quốc Tài. Nên nếu như mà Quốc Tài cần xem thêm được nhiều phiên bản thùng nữa thì Quốc Tài hãy đăng ký kênh hoặc là để lại bình luận, thì em Trang sẽ quay thêm nhiều video về các phiên bản thùng nữa cho Quốc Tài của mình tham khảo ha. Thì với cái em xe này thì nó sẽ không khác biệt gì nhiều so với con SRM T20 ha Quốc Tài. Xe vẫn là tải trọng 930 kg và xe đạt Euro 5 với dung tích là 1.5 lít. Thì để mời Quốc Tài cùng không khác gì nhiều ha Quốc Tài, nên là cái phần nội thất của xe, nếu như T20 là được trang bị ghế da thì đối với T30 thì xe của mình hiện đang trang bị là ghế nỉ ha Quốc Tài. Và option bên trong cũng chỉ là vô lăng trợ lực nè, kính điện, khóa điện, màn hình, tích hợp cam lùi, nó đều có nhiều chức năng hiện đại hơn ha Quốc Tài.
Thì với cái em xe này hiện đang có mức giá nhỉnh hơn so với K9 và T20. Thì với em xe này hiện đang có mức giá là hơn 210 triệu Hoa Quốc Tài. Chỉ hơn 210 triệu mà quý Quốc Tài chỉ cần bỏ ra mức vốn chỉ từ 45 cho đến 50 triệu thôi ha, là quý Quốc Tài có thể sở hữu ngay em xe tải sở hữu thùng hàng dài nhất trong phân khúc xe tải nhỏ dưới 1 tấn. Thì như đầu video em đã nói, thì nếu như mà Quốc Tài mua xe trong cái thời điểm hiện tại để khởi nghiệp, hay là mình chạy hàng Tết vào những tháng cuối năm, thì mình hãy đầu tư ngay bây giờ ha Quốc Tài. Vì đầu tư ngay bây giờ thì Quốc Tài sẽ được khuyến mãi 100% phí trước bạ, 50% phí trước bạ từ nhà máy và 50% phí trước bạ từ nhà nước ha Quốc Tài. Nên Quốc Tài sẽ tiết kiệm lên đến gần 10 triệu đồng ha Quốc Tài, tương đương với 2 chỉ vàng luôn. À, và ngoài ra thì Quốc Tài mua xe tại công ty ô tô Phú Mẫn chi nhánh Đồng Nai thì Quốc Tài sẽ còn được tặng thêm nhiều phần quà hấp dẫn khác, như là tặng bao da tay lái nè, thảm lót sàn nè, tặng cái voucher bảo dưỡng lần đầu nè, hay là tặng bình chữa cháy và phim cách nhiệt nữa ha Quốc Tài. Nên nếu như mà Quốc Tài đang có nhu cầu khởi nghiệp với mức vốn chỉ từ 30 cho đến 50 triệu thì mình hãy liên hệ và kết bạn ngay vào số Zalo phía trên màn hình là 0354707474 để em Trang có thể tư vấn cho Quốc Tài mua xe nhanh trong thời điểm hiện tại để mà mình chạy hàng Tết. Thì cuối video em Trang xin chúc sức khỏe đến Quốc Tài và hẹn gặp lại Quốc Tài ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.